Chết mày, bị tham ăn quá, bị kẹt vô rồi. What you gonna do? Huh? What you gonna do? Cho chừa. Lần sau đừng có thọt cái đầu vô nữa, nghe chưa? Thấy ra được không? Can you do it? Let go, sợ chưa? Ha. Sợ mai mốt. Sợ mai mốt đừng có phá nữa nghe chưa? Cái này lại đây. I'll let you out. I'll help you, okay? Stay here. Mốt đừng phá nữa nghe chưa? Phá phách là không ai bằng. Phá phách không ai bằng.